Củ Chi là một nơi rất đẹp, đã trở thành một địa đạo trong chiến tranh. Từ địa đạo đến thành phố, chúng tôi cho xây cất đường hầm gồm có bệnh viện, trường học, rạp hát, nơi nấu nướng, vân vân. Tất cả đều dưới đường hầm. Củ Chi là nơi ghi nhớ cho các chiến sĩ đã qua đời và cho các anh hùng chiến thắng, và cũng là nơi ghi nhớ cho các anh lấy lại lòng dũng cảm trong thành phố đường hầm này. Thì cái Củ Chi có thể nói năm 65 là năm Mỹ có thể nó đưa quân tràn ngập vào cái miền Nam của chúng tôi. Từ 200.000 quân đấy mà nó đưa lên 500.000 quân, nửa triệu quân. Mỹ nó vào quê Củ Chi tôi thì tàn phá anh em đồng chí chính. Cái hồi đánh Pháp cha tôi chết, chị tôi chết, rồi sau Mỹ đó vào đó thì liệng bom, vợ tôi chết, con tôi chết, quê hương dòng họ anh em đồng chí tôi chết quá. Cái hồi đó thì quê hương Củ Chi tôi có một cái tiếng là ra ngõ gặp anh hùng, già cũng đánh được Mỹ, trẻ cũng đánh được Mỹ, mà nhỏ cũng đánh được Mỹ. Bởi vì nếu mà các bạn tìm hiểu á, nhân dân cái huyện Củ Chi rất nhỏ, nhưng mà nếu nói gia đình liệt sĩ thương binh thì hơn 10.000 gia đình đóng góp chồng con của mình cho cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cái thứ hai là có những gia đình 5 con là liệt sĩ, 3 con là liệt sĩ, chứ không phải là 1-2 con đâu. Đó, cho nên nội cái gia đình liệt sĩ đó thì là người ta cũng rất là quý trọng, ta chăm lo rất là tốt. Từ tay không mà nhân dân nổi dậy đánh địch, lấy súng của địch để mà trang bị cho mình, tiếp tục là đánh Ngụy, đánh Mỹ để đi đánh giành cái thắng lợi. Là có thể nói là cái đất mà cây trái hoa quả rất ngon, măng cục, nghĩa là măng sầu riêng, chôm chôm, tiêu, tất cả vậy. Đấy, tôi đến cái vùng mà Phú Mỹ Hưng đó, các má còn cho ăn trái cây á. Nhưng mà những năm sau đó và khi bắt đầu chiến tranh ác liệt đó thì không còn. Tất
tất cả chất độc hóa học, bom na ban, xe ủi, lính trên trời, lính dưới bộ đều càng quét, thì lúc đó đánh từ làng, từ xóm, từ ấp, từng căn nhà, rồi thì trâu, bò, gà, vịt, rồi thì trường học, chùa chiền, tất cả đều bị hủy diệt, cho đến mồ mả cũng bị hủy diệt nữa. Thì lúc này là kể như rừng đồ nó ủi sát hết, còn lại là đồng trống hết, mồ mả ông bà đều tiêu hết. Thì khi đó trên đất Củ Chi đó chỉ còn là đất trống thôi, tro than thôi. Bài hết nhà hết, còn nhân dân người ta là ở dưới hầm, trong nhà, ở ngoài đồng, ta ở bụi tre, bụi trúc, tất cả người ta đều phải rút vào trong lòng đất cả. Tình hình như vậy đó. Và tất cả một cái gì còn là sự sống của Củ Chi đó thì là đều bị theo dõi và hủy diệt. Mà nhân dân ta cũng là bám trụ trong lợi, để quánh Mỹ, để nuôi du kích, để quánh Mỹ. Bất kỳ một dấu có cây nào, một bụi chuối nào thì cũng có dấu vết của giặc Mỹ cả. Hoặc giả đó là mấy cái hộp bia, hoặc giả là một tấm bông xô, hoặc là cái gì thì nghĩa là chứng tỏ rằng bị kích Mỹ đó đi lùng tất cả. Nhưng mà như vậy đó mà được không chiếm được Củ Chi. Củ Chi thì cách thành phố Hồ Chí Minh theo chúng ta đi đường trường thì khoảng chừng 30 mấy cây số, nhưng mà nếu đi đường theo tính theo đường chim bay thì khoảng chừng hơn 20 cây số trở lại thôi. Thì trong cái thời gian chống Mỹ của dân Củ Chi thì người ta lợi dụng cái thiên nhiên ưu thế đó để làm những cái hệ thống địa đạo liên hoàn từ xã này tới xã khác, đó là cái đường xương sống. Và cái xã này đó mà đi xuống ấp thì nó có những cái đường tẻ tẻ ra, cũng như là cái xương cá. Cho nên do đó thì cái hệ thống mà địa đạo đó thì chúng ta cũng chưa hình dung được là nó được bao nhiêu cây số, nhưng mà từ xã này qua xã kia và từ cái xã đó thì nhân dân họ đào ra từng cái ấp. Thì cái địa đạo Củ Chi thì nó là một cái địa đạo liên hoàn các xã. Thì nói chung rằng ở bà con ở xóm ở đất này thì nói chung rằng là phát động từ già đến trẻ ai cũng phải đào địa đạo để mà chiến đấu. Cái thời chống Pháp thì báo với các đồng chí là cái địa đạo Củ Chi chỉ có dài 30 cây số thôi, nhưng mà đến cái thời kỳ chống Mỹ suốt nên là 21 năm, lúc nào cái địa đạo Củ Chi cũng vẫn tiếp tục đào. Mỹ bây giờ như vậy là cái số mà cái số địa đạo mà liên trong các vùng xã đó thì các bạn chiến đấu thôi là ông hòa sĩ đó ông nói này, anh đừng có tưởng ở đây là vài chục cây số thôi, mà nó là 250 cây số đường hầm và khoảng 1964-65. Thì cái này là cái tướng đâu xuống là được đâu, không phải đâu, mà từ nhà này lại đi sang nhà khác, và mỗi nhà đều có một cái nắp trầm riêng như vậy, và từ nhà khác đi qua trong các cái xóm liên tục như này. Là vì cái dùng Củ Chi có thể nói rằng người ta nói là dùng cài răng lược, tức là ở chỗ này thì địch mà chỗ kia chúng tôi, ban ngày thì địch nhưng ban đêm thì chúng tôi. Nghe nó Mỹ chứ chưa ai biết sao, biết nó sao, gan dạ nó sao. Thì khi Mỹ mới vào á, thì rõ ràng là nhân dân và anh em du kích á, có dao động về tư tưởng. Nếu là ai nói là không sợ thì nó láo. Rõ ràng là khi mà Mỹ vào thì anh em cũng lo, mình đánh với Ngụy thì vậy rồi. Nhưng mà nói Mỹ á, là một quân đội hùng mạnh á, mà nó vô đây nó tiếp tay cho thằng Ngụy là nó thầy rồi, thuộc cái loại dư hồng mắt thao, thì nó thiên biến vạn hóa bố trí trận đồ thì có khi mình cũng khó khăn. Vũ khí tối tân nó làm sao mình cũng chưa biết. Tức là mình chiến đấu như vậy là Mỹ quân lực rất mạnh chứ gì.
có cả pháo, có cả xe tăng, có cả máy bay đủ thứ. Ba lần nhưng mà lúc nó đem xe tăng lại ở nhà hàng ngang ổ chiến đấu, cho nên mình bắn vô xe tăng cũng như là chọi trong đá có làm gì, phải không? Thì lúc đầu thì máy bay mới vô hoạt động, lúc đầu thì chúng tôi cũng sợ dữ lắm. Nhưng mà riêng sau đó thấy mà nếu mình không dám bắn nó thì là cuối cùng nó cũng đánh mình hoài, chết hoài, rồi chẳng những là bản thân đồng chí mình hoặc anh em. Cho nên từ chỗ đó đó là tôi hồi tưởng hồi cũng như hồi tôi còn nhỏ, tôi thấy tôi xem một cái tờ giấy tuồng là Thật Xanh Lý Sông, tôi nói tại sao Lý Sông bắn đại bàng đồ giỏi. Hiện nay mình đã có đại bàng cũng như lời bác nói là rất nhiều đại bàng, mình làm như thế nào như Thật Xanh. Cho nên lúc đó dưới tinh thần tôi nghĩ vậy, cho nên tự động một mình tôi là coi như hạ máy bay lần đầu tiên của đất xã An Cú. Và từ đó tới sau coi như anh em tiếp tục là noi gương theo tôi. Và đồng thời trong thời gian đó thì chúng tôi cũng, vì trong ổ chiến đấu thì địch không phát hiện được đâu, chỉ trừ khi nổ súng thì mới phát hiện. Nhưng mà tất nhiên chúng tôi xây dựng những cái ổ chiến đấu là không, nó ở trước mé rừng, cho nên thường là địch bị lầm. Cứ tưởng đâu trong rừng bắn ra, nhưng thực tế không phải, là chúng tôi ở rất gần mà địch không biết. Có những cái xác định chết đó, chúng tôi có thể thò một cái cây móc sắt ra, lôi cây súng ngay vô cái lỗ châu mai và đem xuống địa đạo để mà thu vũ khí như vậy. Cho nên khi địch tới phát hiện thì thấy xác thì còn, nhưng súng đâu mất thì không biết, mà cũng không biết đâu mà thiệt. Bắt đầu gọi là khoảng là 2 giờ một tốt biệt kích Mỹ nó lũi trong rừng, nó lũi xuống, nó càng xuống mà nó càng xuống, bắt đầu càng xuống ấy, tôi ngầu và gù gù. Lúc của anh ấy thấy tôi ngầu và gù gù nghe cũng đã. Các anh em du kích kia là nằm ở dưới hầm á, mà anh thì hồi đó thì anh cũng nhậu cũng hơi ít, thành thử anh cũng khỏe. Cái vô đầu tôi ngầu tôi nghe xong, nó trăm ở trên rừng trăm xuống, nghe lù xù nghe cái nó cái là cái trái bom bom của Mỹ thả đó, mình gắn kiếp đó là để treo ở trên cái ngọn điều đó. Bắt đầu giả xuống tôi thấy đứng tại mấy con điều chùm nhum lại, mà đầu tôi chấm một trái là nổ chết 25 thằng Mỹ tại chỗ đó. Cái nó ra ở ngoài đồng trống á, bắt đầu nó mới vô, nó lâu cái thằng này cũng không được. Bắt đầu là cha con nó đó mà nó mới bắn nhau bị ngay ở giò quán lê, mà nó nghe nổ nó không biết ở chỗ nào bắn nó. Tất nhiên cha con nó bắn nhau tùm lum tới lê, rồi nó bắn ra không biết bao nhiêu á trời, là nó với nó bắn nhau chết. Sau khi Mỹ nó la rồi nó chặt cây thì mình ở dưới cứ cười khúc khích, không biết cái gì mà trên mà la, mà nó chặt cây ào ào làm thấy sợ. Hồi đó thì anh em là sợ. Như vậy thì thời gian đó là chúng tôi á, là làm kể cả hầm trong hố đinh là rào hàng rào xã chiến đấu để rồi chúng tôi đó là đánh Mỹ. Rồi đào cái hầm dài, rồi gài cái bẫy nữa, tức là cũng nghi trang hết để anh ta tưởng đất liền anh ta lọt như vậy đó. Chết luôn. Cho nên là địch rất sợ cái đó, rất sợ là hầm trong, bởi vì hầm trong hố đinh á là nó lọt dưới, nó xốc vô thì coi như địch nó sẽ mang là những cái bằng trong đó. Là có một lần á là nó lọt trúng hầm trong là nó mang đi là nó khóc nó la, rồi là phải tốn thêm 2-3 thằng kiêng nữa. Không chết thì cũng ớn gì cái hầm trong của chi. Thì suốt cái thời gian đó chúng tôi hát cái bài của anh Trí Thanh, ví dụ như bài là cây trong là cây trong tre, rõ ràng đây nè máu giặc còn loan máu giặc hôm qua, vào đây đốt phá quê ta, rồi a bỏ xác mà về, rồi cây trong là cây trong tre, tức là chúng tôi hát cái bài cây trong tre là nhân dân giót trong, kêu gọi là 1.000 cây thì họ làm 2.000 cây, làm nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Nhưng mà ở trên mặt đất cũng có sự phối hợp. Nếu một người bình thường đi, anh sẽ vướng lũ đạn gài, anh sẽ lọt vào hầm trong. Trên mặt đất nó có những cái dấu hiệu, và tùy thời gian người ta đổi cái dấu hiệu đó. Ví dụ trên đường đó có những cái gút, trên cây có những nhánh chặt gì đó, thì là những cái dấu hiệu mà đó là cái đường có thể đi được, và những cái đường nào không thể đi được, người ta có dấu hiệu. Và nếu mà đã rời khỏi du kích ra, thì mình có thể rất nguy hiểm. Bởi vì ở trên cái địa bàn rộng thế này nè, thì là cả du kích cũng gài trái và gài mìn chết luôn. Chỉ đường đi đó chỉ khoảng cỡ này thôi,
Nếu mà mình đạp vô cỏ một tí là có thể là bị mình, của mình hay là của địch. Cho nên rất khó, mới đi từ xã này qua xã khác hay là từ ấp này qua ấp khác đều là phải bám vào du kích. Du kích họ mới ở vùng đó, đó họ mới biết là cái đường đi nước bước đó, chỗ nào là họ gài, chỗ nào là họ không. Mỗi một người dân mà được người Mỹ mà lọt cái hầm trong, được lính Mỹ lọt cái hầm trong đó thì coi như là được dũng sĩ Việt Mỹ. Trong lúc đó thì gài trái mà nổ đó thì ba lính Mỹ mới được là dũng sĩ Việt Mỹ cấp 3. À, cho nên từ đó thì bắt đầu ở Củ Chi mới xuất hiện ra mỗi một người mà giết được 5 thằng Mỹ thì người ta bầu là dũng sĩ Việt Mỹ. Đó, nếu mà một người diệt được chiếc xe tăng thì người ta bầu là dũng sĩ diệt xe tăng. Thí dụ như tôi, bữa nay tôi đánh được 7 thằng Mỹ, tôi diệt 7 thằng Mỹ. Mà một anh em nào đó, chị em nào đó mới có 3 Mỹ thì tôi cho mượn 2. Đó, để 2 người đều được đó là dũng sĩ diệt Mỹ. Sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới của Mỹ mà đóng quân trên đất Củ Chi thì chúng tôi ở đó thì nhân dân chúng tôi bị oanh tạc liên tục, thành ra phải sống ở dưới lòng đất hết. Thì mà muốn đào được cái địa đạo thì người ta sử dụng nhiều phương tiện, ví dụ như là về đất mềm á thì người ta dùng cuốc, mà nếu trường hợp mà đất cứng thì phải dùng xà beng và dùng cúp để mới đào được. Và trong lúc đào như vậy là đào mang tính chất là liên xã liên ấp, thì như vậy là phân công từng khu vực mọi người đào, và cái khu vực ai đào khu vực đó thì chỉ biết cái khu vực đó, và khi cần á thì người ta mới khai thông lại với nhau, khai thông từ cái lỗ ngách đến cái địa đạo. Cho nên là quá trình cái địa đạo này nó hình thành nhất là trong cái thời kỳ mà chiến tranh ác liệt, thì người ta phải giải quyết địa đạo mà mới sống và chiến đấu được. Cho nên là đứng về mặt địa đạo á, nó quan trọng hơn cái là nơi để mà ém quân, nơi để người ta trong cái điều kiện mà chiến tranh ác liệt người ta sinh sống ở đó, để mà phù hợp với cái hoàn cảnh lúc đó để mà chiến đấu. Thậm chí ở dưới hầm, ở dưới địa đạo đều có chỗ nào luôn, tụi này cũng đều là từ miệng hầm này đi đến xã khác lên cũng được, nên không có bị mà hai đẩy đi đâu hết. Và trong cái địa đạo thì nó gồm có nắp thượng, nắp hạ. Để những cái nắp thượng, nắp hạ đó là chủ yếu là chống chất độc hóa học, chống súng phun lửa và chống những cái khí độc bên ngoài, cho nên phải sử dụng nắp thượng, nắp hạ. Cho nên nó xuống, khi đội nắp xuống rồi đó, thì trên này phải biết nghi trang lá khô và để nó dây dê ra thế này. Và khi tuột xuống nắp hầm á, là tất cả những lá khô này nó thành liên với mặt đất. Mà nhất là cái nắp trầm lên xuống ở địa đạo đó, thì là người ta làm ngay cái chỗ cái cua này. Thí dụ cái cua tới đây quẹo này thì cái nắp trầm lên xuống là chỗ đó, để cho cái Mỹ nó lớn đó là nó không chui xuống được, mà chỉ có người Việt Nam mới chui xuống được. Là đào á phải có quanh co, chứ không thể đào một đường xuống thẳng. Đào xuống thẳng á là địch nó có khi nó xuống với hào nó bắn rong rồi chúng ta không chịu nổi. Bởi vì cái địa đạo nó càng ngày nó càng nhỏ, mà càng khi mà Mỹ tới đó thì cái địa đạo hồi trước kia là họ đào rất rộng, nhưng càng bây giờ muốn để cho khó Mỹ chui xuống lên xuống khó thì đào càng nhỏ và càng thấp. Thì sống như vậy. Mà phải nói là đối với lại xuống địa đạo, cái dân mà nhỏ con như tụi tôi là vô địa đạo, xuống địa đạo thì rất là khỏe. Còn như là cỡ mà nó mọc một chút là xuống địa đạo rất là mệt. Bởi vì cái hơi
không đủ để mà thở, mà cái di chuyển rất là khó. Có những cái chỗ là cái lòng đất nó sụp thành là chỉ còn bao nhiêu đây thôi, ví dụ như từ cái mặt đất lên đây nó khoảng chừng 5 tấc thôi, thì như vậy là một cái người lớn không vô được đâu. Thành nên là xuống địa đạo mà cái người mà to lớn chứ là rất là khó. Hồi đó là nhớ là cái ở dưới địa đạo đó, thì cái gần cái đơn vị của mình nó có một cái đơn vị du kích, đơn vị hơi du kích hô bò đó, mà sau này là anh em du kích đã kể lại đó, kỳ mà tụi Mỹ nó có cái đội gọi là cái đội người chuột không, chuột cống gì đó, mà nó cứ dò xuống dưới địa đạo, nó rượt theo anh em mình đó. Mà kỳ lúc đầu tiên có chuyện buồn cười là súng của nó là cái loại nó M16 với là M mấy nó hơi dài đó. Thế lúc nó xuống mà cái địa đạo cái đoạn đó nó hơi hẹp, thành khi nó rượt theo thì nó súng nó chỉ ra phía trước, nó chạy theo thì nó đến qua cái ngách đó, thì anh em du kích là quăng trái lựu đạn trở lại, thì nó bị thương mà một số nó dội trở lại, nhưng mà súng nó không quay lại được, phải không? Cho nên là nó vừa chạy ngược nhưng mà súng là quay ngược ra phía sau rồi nó bỏ nó chạy đó. Kỳ anh em du kích người ta kể lại mình nghe cũng lý thú hả. Rồi trong cái địa đạo, trong lòng đất đó, là chúng ta xây dựng địa đạo thì chúng ta cũng phải có là hầm hố để đảm bảo cho ăn nghỉ và đảm bảo cho cái vui chơi và nghỉ ngơi, rồi đảm bảo chiến thương an toàn. Thì ở dưới lòng đất thì cũng phải có những cái sinh hoạt tối thiểu cho những người dân sống ở cái vùng đó, ở dưới địa đạo. Thì những chúng ta đào giếng hay là những cái bếp hay là cơ quan thì có những cái hầm để hội họp, hay là những cái hầm để chứa thương binh. Tất nhiên là chúng tôi chứa thương binh một thời gian khoảng chừng 1-2 ngày, có điều kiện là chúng tôi đưa vào cái chiến khu sâu hơn, là lên trên cái vùng Tây Ninh. Thì những cái hầm chúng tôi thường thường đó thì chiều dài khoảng hàng chục thước và chiều cao khoảng chừng 1 thước 7, 1 thước 8, nó vừa với cái người của chúng tôi đứng. Còn nếu lớn hơn thì phải đi lon khom thôi, còn bề ngang thì khoảng chừng 3 thước hay là 4 thước để đủ cái người họ nằm thôi. Còn cái vấn đề thứ hai là làm những cái hầm lớn vậy đó thì làm sao mà chúng ta chống được cái sụp. Thì thời gian đầu thì hồi đó quỷ diệt chưa nhiều thì cây còn nhiều thì chúng tôi đưa xuống dưới một cách rất là vất vả. Nhưng mà sau này thì quỷ diệt cây chết hết rồi thì không có cây đâu mà chống, thì chúng tôi phải đêm đó thì du kích ra bên ngoài gần chỗ sân bay đó, lấy những cái dĩ sắt, những cây cọc rào đó để chúng tôi chấp lại với nhau mà làm những cái trụ chống. Trong địa đạo Củ Chi thì khi người ta đào thì chú ý là tất nhiên là nó chú ý vấn đề cái lỗ thông hơi, mà cái này rất là quan trọng. Mà lỗ thông hơi của cái địa đạo Củ Chi là nó mình phải dựa vào cái điều kiện cái thiên nhiên ở đó, ví dụ như lợi dụng địa hình, cây cối hay là cây cỏ hay là gò mối hay là tất cả những cái điều kiện đó để mình làm cái lỗ thông hơi. Tổ đào hầm của chúng tôi thì có 6 người, 3 nam 3 nữ, và chúng tôi đang đào đào mãi miết thì bỗng dưng là chúng tôi thấy có một cái đầu rắn nó xuất hiện. Thì trong tổ tất cả nữ là đều sợ, hét lên và nhảy lên khỏi cái nơi mình đào, nhưng mà trong đó có những anh nam và lại là những người đã từng sống trong vùng đó nhiều năm, cho nên là người ta rất bình tĩnh, sẵn sàng. Người ta lấy một cái cây đập lấy con rắn, và thế là chẳng những chúng tôi chiến thắng, có được không là giết được con rắn. Ngay trưa hôm đó thì cả tổ chúng tôi có ngay một món ăn đặc biệt, đó là cái món thịt rắn mà do thành tích của ba nam ở trong tổ chúng tôi đã bắt được. Và khi đưa đến mặt đất á, mà nếu mà anh đưa mặt đất mà anh không biết phân tán cái đó ra đó, thì tự nhiên địch nó biết đây là chỗ anh đào, thì tự nhiên nó cho anh quả mìn hay là gì đó thì cũng tiêu thôi. Và ban đêm á, là nhô lên và đưa đất đi hướng bằng ni lông bọc ra nơi khác, mà thời không chạm đến mặt đất có một cái dấu vết gì, những cái hố bơm để mà giấu những cái đất đó. Còn nếu trường hợp mà những cái vùng mà không có hố bơm á, thì những toàn bộ những cái đất đó là
phải phủ lên mặt đất và tất cả phải lợi dụng cái thiên nhiên, ví dụ cây cỏ để mà ngụy trang lại, để giữa những cái đất cũ và đất mới á nó ăn với nhau, thì để bảo đảm được cái bí mật. Tất cả đất nó đều đổ xuống sông cả, chứ nếu mà đổ lên bờ thì cái bọn địch nó sẽ thấy ngay, nó sẽ thấy rằng mình để nghĩa là đào đất đổ lên bờ. Đấy. Cho nên người ta dưới hàng trăm người họ truyền với nhau, họ truyền với nhau ra ngoài sông họ đổ. Có những lúc phải ở dưới địa đạo suốt 15 ngày lên, rồi ở trên các mẹ với các chị nấu cơm, nắm cơm dắt chắc và đưa xuống cho mỗi đứa dắt cơm với miếng muối tiêu hoặc muối mè ăn với đó, coi như ngày đêm thì ăn được dắt cơm vậy ở dưới địa đạo. Nhưng mà đến nó căng khi mà bom rải rồi thì tới lúc sau này á là coi như là cái vùng phân kích tự do, như cứ thế là tới trút bom. Thì lúc bây giờ là có những lúc á không phải bình thường nữa, nghĩa là không còn gạo ăn, có phải là phải lên đầu củ mài ăn vậy mà. Có nhiều khi không có gạo ăn thì anh em nó hái cái lá môn nước đó ăn để mà chiến đấu. Và có thứ gì ăn được, và có hôm là không có phải nhịn đó. Thế là rất bình thường trong cuộc chiến đấu như thế, mà chính vì chỗ đó cái tinh thần bám trụ người ta vẫn kiên trì. À, thì thức ăn thì đi vòng vòng ở ngoài ruộng mà bắt những cái con tép, con nhái bầu rồi á, về đó bầm với xả kho lại ăn. Còn hiếm có những cái bữa cơm nóng lắm. Có một lần thì tôi nhớ hoài à, có một lần là Mỹ đóng ở gần đó và mấy ngày ăn gạo rang rồi thì ở đơn vị mới tranh thủ là đi nấu cơm. Nấu cơm lúc mà giác khuya đó, thì nấu cơm thì nắm cho mỗi người một nắm. Thì khi mà được cái nắm cơm á, thì tôi mừng dữ lắm và không dám ăn đâu. Cứ đeo theo trong mình và để thật khi nào thật đói thì mới ăn. Thì khi mà nó đói quá thì cái cơm nó thiêu. Và cái lúc mà cơm thiêu á, thì tôi lại có cái cảm giác là cơm nó có cái vị ngọt. Và nó tôi nghĩ rằng là cơm á, là nó có một cái ngọt của cái như là một cái đậu mà hộp mà Mỹ làm á. Thì tôi cảm giác nó có cái vị ngọt, thành ra là tôi nhớ hoài cái nắm cơm ở địa đạo. Và lần sau thì cơ quan là lại mấy ngày sau thì cho một nắm cơm nữa. Thì tôi cũng không ăn, tôi đã dành khi mà thiêu ăn thì nó mới ngon. Chỗ đó khi đó là mình làm để bảo đảm nấu cơm ăn cũng không sao. Để đảm bảo chứ nếu có khói lộ là nó sẽ diệt mình. Bắn pháo hay là quýnh bom gì nên từ cái chỗ kinh nghiệm đó. Rồi phía dưới của cái nồi hoặc cái chảo đó thì như vậy mới khoét một cái lỗ để mà chụm củi. Thì từ cái lỗ đó mới đào những cái đường rãnh ra để mà thông hơi. Thì trên phía đường rãnh đó thì phải là đắp đất trở lại. Dưới này nó có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ và khi mà mình đốt để khói hút. Và như vậy nó đi ra nhiều cái, có nhiều cái nhánh ra để cho khói đó, khói mà khi mà nó tỏa ra đó. Thì những cái nhánh đó tỏa ra cái nhánh đó rồi bắt đầu là bên ngoài cái không khí trên nó bị nén xuống cho nên là khói nó tỏa ra lờ mờ đó, nó không được bay lên cao. Rồi khát nước thì chanh đó, cắt ra ngậm uống, thậm chí đó có khi phải uống nước đái nè, nói thật như thế, phải uống nước đái rồi để mà phục vụ và để sống với lòng địa đạo. Chúng tôi phục vụ rất là hăng say, không đứa nào thấy bệnh hoạn gì hết. Nhưng mà sau đó là mình mới cảm thấy uể oải mệt, vì ở dưới địa đạo suốt 15 ngày không có không khí, ngạt lắm, ngộp thở lắm, nhưng mà vẫn cứ phải sống với nhau. Địa đạo thì có những cái lỗ hơi, lỗ thông hơi, và lỗ thông hơi đó thì sợ chó Mỹ đó, phải rắc tiêu trên lỗ thông hơi để chó nó đến nó ngửi nó bị sặc, thì mình lại đó mình ngửi có khi mình cũng bị xì. Và có những hôm đó thì nằm ở trong địa đạo đó không có đủ hơi để thở. Cỡ vào khoảng 3-4 giờ chiều đó là chúng tôi phải nằm úp mặt xuống đất rồi để cho nó có đủ oxy để thở, chứ nếu không thì là ngộp. Nằm sát ở dưới đất á, nằm lấy mũi để với
dưới cái mặt đất á để thở, chứ không được ai mà cọ quậy hết. Vì gì? Hả, mình vận động mồ hôi toát ra thì không có oxy, không thở nổi. Còn hả, ai cục kìa coi như là vi phạm nội quy ở địa đạo. Khi có lệnh bò thì tất cả đều vận động bò, mà khi nói nằm im là nằm im, mà ngủ ngủ, không được ai lên khỏi cái mặt đất để cho bảo đảm được cái sinh lực và bảo đảm được lực lượng của mình không bị lộ. Nếu mà bị lộ đó thì lập tức là Mỹ nó đổ quân, nó đánh beta, nó đánh ngạt là chết hết. Cho nên là khẩu hiệu lúc đó là không có một chiến sĩ nào được quyền đòi lên mặt đất. Lên mặt đất một là anh chết tại 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 đó không, chị không cho lên. Bởi vì ngày cũng như đêm là tụi tôi chỉ nghe tiếng bom và nghe những cái mùi khét của napalm, của chất độc. Thành ra là có những lúc là sống ở dưới hầm là tôi chỉ thèm là lên trên mà nằm, mà chịu mưa là thấy là cũng hạnh phúc. Còn ngày thì mình ở dưới hầm mà nghe Mỹ chiều la tôi sùm bụng đất. Cho nên là nằm xa, nằm gần mà xuống địa đạo không có được nói chuyện đâu, không được ngồi đâu. Trong khi đó thì ở trên đầu chúng tôi đó thì là giặc Mỹ là bốc vỏ qua đất mà. Nó ruồng bố bắn phá bom pháo và ủi tróc hết. Đúng không? Ủi tróc hết. Thì trong lúc đó pháo bắn cũng như dàn nhạc, kêu dàn nhạc Tân Tây Lan á, của đồng dù. Vẫn dữ. Tất nhiên có những cái lúc mà bom nó thả thì gần đó thì đất nó bị tức, nó vỡ, nó đổ. Cho nên một trái bom hay một quả pháo mà trúng ngay cái địa đạo thì nó cũng sụp địa đạo thôi. Hãy mà nó xuống ngay trúng thì chết thôi. Và bao nhiêu người đã chết như vậy. Và một lần thì bắt đầu là Mỹ nó mới dồn vô cái phát hiện được cái miệng địa đạo. Thì lúc đó phải rút đi. Mà rút đi là chỉ bò thôi. Bò lúc đầu là đi còn đi hai chân. Sau là những cái chỗ hẹp quá thì phải nằm trường đi. Và chỉ đi được khoảng mấy thước thì coi như muốn mệt xỉu rồi, là không có cái hơi để thở. Thì lúc đó là chỉ úp cái mặt vô trong đất và thở rất là nhẹ và tiết kiệm từng cái hơi thở của mình. Bởi vì chỉ có úp mặt vô đó thì nó mới đỡ, chứ còn nếu mà thở mạnh thì toàn bộ là những người ở trong cái đường hầm đều là mệt và có những người mà bị ngất xỉu. Thì có thời gian mà sống ở đó mà suốt cái trận càn lớn đó, thì khi mà tôi lên trên mặt đất đó, là gần như là tôi mất cảm giác về ánh sáng rồi. Có một lần là khi mà ở đó lâu quá rồi cái đi lên trên mặt đất đó, thì tôi không còn phân biệt được là cái ánh sáng như thế nào. Thì phải nói là sống ở dưới địa đạo thì tôi gần như là mong một cái ánh sáng của thiên nhiên thôi mà cũng không được. Bởi vì cái địa đạo mà khi mà tụi tôi xuống dưới cái hầm, những cái ngách của địa đạo thì nó ban ngày cũng như ban đêm mà không thể nào phân biệt được. Và cái nằm suốt thành ra khi mà lên mà đứng là nó cũng khó đứng rồi. Thế là gặp cái lúc mà trời lạnh thì tự nhiên là cái cảm giác của mình như là nó bay bổng rồi đó. Bởi vì chỉ nằm suốt cái thời gian đó và gần như là trong cái đêm đen, là không còn biết là ngày đêm gì cả đó. Sau khi cái sư đoàn của 25 của Mỹ mà đóng xuống ở Đồng Dù đó, thì trong lúc đó là chính ở trong cái xưởng phim của chúng tôi đó, là được lệnh là tôi xuống, đồng thời thêm một cái người nữa, tức là hai đội quay phim, và xuống quay cho được cái phim Du Kích Củ Chi. Thế thì sau khi bắt đầu mà tiến công của Mỹ ở Đồng Dù đó, thì xung quanh vùng đó là càng liên tục, Mỹ càng liên tục ngày đêm. Thế thì bắt đầu từ đó đó là tụi tôi cũng bám theo sát theo du kích để mà quay làm thế nào đó nói lên được một cái tinh thần chiến đấu của du kích ở Củ Chi đó, để mà mình làm một cái phim tài liệu để mà mình tuyên truyền. Ví dụ như bây giờ một cái anh này chiến đấu rất giỏi, thì mình phải trong ngày đó và trong chiều đó là phải quay lại anh đó liền. Chứ nếu không thì ở trong chiến tranh đó là có thể một lát nghe một tiếng pháo, một lát nghe pháo bắn, thì có khi anh đó từ hồi nãy mình mới định quay thì khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau đó chết. Sau một trận mà máy bay thả bom xuống một cái xóm, cái làng, thì
chúng tôi lao đến, xách máy đến để ghi lại kịp thời những hình ảnh nhà cháy, người chết và một cái cảnh quan tàn sau một cái trận đánh bom như thế, là để tố cáo cái tội ác của giặc Mỹ đã đánh bom vào xóm làng. Thì nói chung tất cả những hình ảnh đó thì chúng tôi được lệnh phải ghi lên phim nhựa và rửa ra thành hình ảnh để mà gửi ra nước ngoài để tuyên truyền, để cho thế giới thấy cái đó, để mà lên án cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Rồi đưa những cái hình ảnh của đó trở lại với đồng bào để mà động viên cổ vũ quần chúng hăng hái công tác và chiến đấu. Thì cũng có một lần là trước một cái cảnh một cái chị phụ nữ mà bị bom tan xác, tay chân đầu nó rơi vãi từng nơi, thì tôi không muốn ghi lại những hình ảnh đó làm gì. Tất nhiên tôi cũng chẳng thấy sợ hãi gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng không nên lưu lại những hình ảnh đó, vì những cái hình ảnh khác cũng đã đủ nói lên cái tàn phá của chiến tranh rồi. Những trường hợp như vậy thì tôi cùng với những người sống sót góp phần tìm kiếm lại những cái gì còn sót để mà làm nhẹ đi những cái phần đau đớn của những người thân của họ. Không phải như ở các nơi khi mà bị thương rồi, một lần mà bị thương mà đem tải thương về cho tới quân y là cái điều kiện là khó khăn rồi, đi ở trong bom đạn mà pháo bắn giải ở trong đầu đó, rồi đó là phải khiêng phải chuyển anh em về, có khi cái người chuyển thương đó lại tiếp tục bị thương đó, rồi đó là anh em nó trong khi mà chuyển như vậy có khi lại là hy sinh, khiêng thương binh đi lại hy sinh trong lúc mà chuyển thương. Mà kế tiếp như vậy đó là rồi đó đem về tới nơi rồi, khi mà mổ cho anh em xong rồi, rồi nó tiếp tục mà nuôi dưỡng, trong cái điều kiện nuôi dưỡng như vậy lại là nuôi trong bom đạn, trong thiếu thốn trong bom đạn. Nhưng mà tội anh em y tá của quân y đó là cứ mỗi lần có giặc tới thì là cầm súng chiến đấu, nó gài lựu đạn, gài trái xung quanh căn cứ để mà bảo vệ căn cứ, rồi vừa là chiến đấu mà vừa là nuôi dưỡng thương binh đó. Mà nếu mà điều kiện mà đánh ngay vô căn cứ rồi đó, đánh sập hầm rồi là anh em lại phải móc hầm, lại phải cõng thương binh tiếp tục chạy rồi đem đi qua nơi khác, và trong cái khi mà vận chuyển như vậy là cũng khó khăn lắm. Bởi vì quân y Củ Chi như vậy là anh em hy sinh quá nhiều, hy sinh rất lớn. Có cái đơn vị mà đầu tiên của tôi đó, anh em mà sống chung với tôi đầu tiên là 100 mấy, mà chết bây giờ còn 10 mấy người thôi. Cái điều kiện thuốc men thì nó có nhiều nhiều mặt lắm. Một là từ trên quân khu đó, chi viện xuống. Một mặt là mình đi mua, liên hệ mua trực tiếp từ ở ngoài thành, mình móc ráp đem vô.
có cái đó, thì cái điều kiện đó phải có kết hợp thôi. Trong đó thì có châm cứu, rồi có thuốc nam, rồi băng bó bằng mấy cái trường hợp mà gãy xương kính rồi đó, thì băng bó bằng thuốc nam bằng đông y, nhưng cũng kết quả tốt lắm. Ừ, anh em mà đi mà bị thương rồi đó, mà điều kiện mà không có đem thuốc cầm máu theo đó, rồi cũng có phổ biến cho anh em là lấy lá sống đời rồi đâm rồi đắp cũng cầm máu được. Trong lúc đó thì với phương tiện của mình nó khan hiếm, cho nên á phải dùng cái ống bơm xe đạp để rồi vô chai, để rồi truyền tống rồi xuống bơm hơi cho tống cái máu tươi này trở vào cơ thể bệnh nhân. Từ đó là cứu sống được là cái đồng đội đồng chí mình với cái tinh thần là nhiệt tình đối với cái quân y, vì có một cái sự kinh nghiệm của chính mình là thực hiện hàng ngày. Thì bắn pháo, tôi đang đi trên công tác thì đụng một trái pháo bắn vô dơ cũng đứt cái tay trước còn một miếng thịt lớn nhà thôi. Đưa thì lúc đó là gần cái quân y Củ Chi này, hồi trước kêu bằng quân y, quân là của quân đội mà, thì nó không có cây rừng gì hết. Thì lúc đó là tôi bị thương vậy thì cứu cấp bằng cách là làm sao cứu sống tôi, thì các anh trước hết là lại garo rồi đưa xuống đó. Đưa đó thì là lúc này thuốc men cũng không có, mà cũng không gây mê, chỉ gây thuốc tê, các anh làm gì tôi nghe hết. Từ đó cho nên thì dù muốn dù không phải cắt thôi, chứ giờ không có thể bảo tồn, mình đâu có nối được mạch máu, phương tiện mình không có. Thì từ đó bắt đầu là quyết định là cắt. Thì cắt trong lúc đó thì nói chung là cưa kéo mình cũng là hạn chế, không có đầy đủ. Mới dùng cái gui nó gặm thôi, gặm đầu xương, để sau này cái sự phát triển của cánh tay nó không gây là đau nhức hay là hoặc là bị chỏi đầu xương. Sau khi giải quyết trong vòng là 15 phút hồ sơ xong thì bắt đầu là chuyển anh qua bên phòng câu lạc bộ. Thì bây giờ anh em uống trà mới báo cho anh biết. Thì trong lúc anh còn đang nằm giọng. Ví dụ như những cái lúc mà nó căng thẳng nhất thì những cái lúc đó là mình thấy cái tâm hồn của mình là nó có một cái gì đó, nó một cái đẹp gì để mình bám. Có những lúc là căng quá thì chúng tôi viết ngay cả trong địa đạo thôi. Mà chúng tôi sáng tác là bởi vì cái thôi thúc bên trong thôi. Bởi vì tâm hồn mình thấy cần phải sáng tác, chứ chúng tôi không có hy vọng gì mà trông thấy cái tác phẩm mình ra mắt đồng bào. Bởi vì có thể là ở Củ Chi đó, trong cái tình hình mà quỷ diệt như vậy đó, thì chúng tôi suy nghĩ rằng lúc đó đó, suy nghĩ rằng nếu như ngày mai này ai mà đi ngủ, trước khi đi ngủ thì nghĩ rằng ngày mai mình còn sống được đó, thì là cái hạnh phúc vô cùng. Bởi vì không tính rằng sống được tới ngày mai, bởi vì có thể trong đêm đó là bom pháo nó ăn mình rồi. Thì văn nghệ chúng tôi có cái trách nhiệm là làm thế nào để xóa bỏ cái u tối của cái đất Củ Chi. Bởi vì bây giờ ở trên Củ Chi đó chỉ còn cái sự chết chóc thôi. Làm thế nào để xóa bỏ cho được cái sự đen tối đó. Ở dưới hầm cũng phục vụ, ở trên đất bằng cũng phục vụ. Nơi nào biểu diễn được là tụi này cứ đem lời ca tiếng hát để mà phục vụ cho dân. Tất cả chương trình trong đó là ca múa nhạc kịch gì cũng đều đủ hết, tốt ca nam tốt ca nữ gì, đơn ca gì, ca cổ gì cũng có hết. Hoặc là sau một cái trận người ta đánh rồi người ta rút về đó, người ta trở về đó thì hãy anh em yêu cầu mà thấy là tình hình nó an toàn thì chúng tôi diễn thôi. Thì là có thể nói là lúc bây giờ diễn ra những cái tình cảm rất là sâu sắc, mà cũng làm cho chúng tôi nhớ mãi là bộ đội rất là quý chúng tôi, là anh em du kích và các bà má. Mỗi một lần mà coi như là sau những cái đợt như thế chúng tôi về thì các má thường là ôm rồi khóc. Lúc đó thì chúng tôi cũng rất là ngậm ngùi. Các má nói rằng là tụi bay đi rồi nhớ về nghe chưa, nhớ về diễn cho chúng tao coi. Và anh em chiến sĩ cũng có người nói rất cảm động là không biết là lần sau thì tụi này có còn sống để mà gặp các bạn, các anh, các chị nữa không. Và những lúc nói như thế thì chúng tôi bảo không, sẽ sống hết. Mặc dù là cuộc sống là gian khổ, nhưng mà khi mà đi ra khỏi sân khấu chúng tôi thì sân khấu đất thôi, thì là hứng ngay một loạt pháo bay và chết ngay tại chỗ.
À, có thể nói là chúng tôi không nghĩ là trong chiến tranh là có thể có những cái cuộc gặp gỡ và chia tay nó kỳ lạ như thế. Nhưng mà nhắc lại bây giờ thì tôi chảy nước mắt. Nhưng mà chính có lẽ đó là tôi thì cũng không biết nói như thế nào. Mà tất cả những cái đó nó làm cho chúng tôi cảm thấy rằng là cái lời ca, tiếng hát của mình nó không phải chỉ là đem lại cái nguồn vui tinh thần thông thường, mà nó còn đem lại những cái tình cảm rất là lớn lao để động viên anh em sống và chiến đấu. Thì như vậy đó, bản thân người chiến sĩ dân công không phải chỉ hát mà còn đi chiến đấu và cũng làm phục vụ bộ đội, đồng thời cũng đào hầm địa đạo, rồi cũng giót trong và cũng đào hầm trong để tham gia với nhân dân ở địa phương Củ Chi. Thì chúng tôi cũng không chỉ làm cái công tác biểu diễn không, mà chúng tôi may vá cho cả các anh, vá quần vá áo cho các anh, và may cho các anh những cái túi đựng kem đánh răng để bằng chải hoặc là bút viết. Người ta thường gọi là những người lính trên mặt trận văn nghệ, và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà được người ta gọi mình như thế. Và thực ra thì mỗi một chuyến đi của chúng tôi có thể nói là đổi cả bằng xương máu mình để đến với các chiến sĩ. Thì đánh nhanh rút gọn, tụi này cũng vẫn có súng, tay súng mà tay đờn, đi tới đâu đều có súng hết. Thậm chí hát ở trên chiến hào cũng hát. Hồi đó chúng tôi gọi là tiếng pháo, tiếng hát hát tiếng bom đó. Không phải chỉ mình hát cho nó không sợ nữa, mà hát để cho cái tiếng bom nó phải sợ mình. Và khi mà hồi tôi còn nhỏ thì tôi cũng rất là yêu thiên nhiên, thành ra tôi chỉ mơ ước là khi mà tôi vẽ là tôi được thể hiện được cái đẹp những cái nơi mà tôi đã đi qua và những con người mà tôi cảm thấy là tôi rung cảm được. Thì tôi chỉ có mơ ước là làm sao thể hiện được những cái đẹp mà mình thấy mình rung cảm được. Bởi vì hồi ở Củ Chi là cái yêu cầu nó không phải là sáng tác về những cái tranh lớn đâu, mà chỉ là yêu cầu là làm sao là vẽ những cái pano mà để mà tuyên truyền cho lính Mỹ đó, là kêu gọi là họ là hãy chống chiến tranh để trở về với lại gia đình, vợ con. Thì vẽ những cái hình những cái người phụ nữ Mỹ và những cái cậu bé xinh xinh đó mà. Và có một lần tôi nhớ hoài, có một lần trong một cái trận càn đi vô Phú Mỹ Hưng á, thì cái pano đó dựng ở ngay cái một cái ngã ba đó, thì xe tăng Mỹ là đến đó và những người lính Mỹ là lại lấy cái bức pano á là để trên đầu xe tăng là chạy về. Thì lúc bây giờ mà trí cả nhớ chuyện gì về nhập tâm mấy chuyện, và bây giờ có thể nói là ở đất thép trong những ngày ác liệt sau cùng đó, thì có thể nói là gây cho tôi một cảm xúc rất lớn. Chuyện đi đâu cũng chuyện chung, rồi chúng tôi vẫn cứ phải sống và chiến đấu với tất cả các đồng chí chúng tôi ở bên ở chiến trường Củ Chi. Thì lúc mà tôi được có gia đình rồi đó, thì đến khi mà có thai đó, có thể nói là lúc đó chiến đấu cũng hết sức gian khổ. Chắc các anh cũng biết là có bầu thì bụng bự rồi, nhưng mà chui xuống địa đạo vẫn cứ phải chui, rồi chiến đấu vẫn cứ phải chiến đấu. Vì lúc đó mình không chiến đấu thì dứt khoát là mình phải chết thôi. Thì đến cái giờ sanh á, cả đơn vị ai cũng không biết làm sao mà đỡ đẻ hết. Dân công mà đâu có biết đàn thôi chứ đâu có ai biết đỡ đẻ. Đồng chí Diễn Phương nó rối lên không biết làm sao hết. Bây giờ biết làm sao, giờ mới nhớ lại là thì vừa ở đơn vị thì lại có bà bầu sắp sanh, mà lại giặc thì sắp đổ quân xuống càn, không biết làm sao. Thì đồng chí Diễn Phương mới cử hai anh bảo vệ đến kêu đồng chí Tấm Đoàn ở bên quân y đó. Trong trường hợp là ở dưới hầm hố vậy, không đèn, không đuốc, không có dụng cụ gì hết,
thì cũng mang những dụng cụ giải phẫu đến, rồi đụng đâu thì sử dụng đó. Thì cũng rất may là cháu nó cũng ngoan, nó cũng biết chiến trường khó khăn vậy, rồi nó cũng ra đời một cách êm đẹp. Thì ở trong cái hầm chặt lắm mà tôi cũng không biết hồi đó tôi ra làm sao nữa. Đau bụng thì chỉ thấy biết là nó đau không biết mấy ông trời. Mà nhìn xung quanh thì thấy địa đạo, rồi trên máy bay thả bom, rồi pháo bắn, rồi cứ phải biết là không biết bây giờ phải làm gì, rồi sanh ra rồi làm sao đây cho đơn vị, rồi mình phải làm sao. Rồi cũng phải cắn răng, rồi mấy anh đơn vị cứ động viên là cứ phải cố gắng sanh đi đã rồi tính nữa. Thì sanh cháu từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa đó mới sanh được cháu. Rồi sanh xong đơn vị sắp xếp nằm ở dưới hầm, rồi lấy nước cơm đó quậy với đường cho cháu uống, rồi quậy nước trà cho cháu uống, chứ không có cách nào khác hơn. Hôm nay chúng tôi gặp mặt lại thì đứa nào cũng khỏe hết, và đứa nào cũng mập hết, rồi con cái đứa nào cũng ngoan hết. Chúng tôi muốn nói ở cái điều là vì sao chúng tôi chấp nhận được điều đó, là không còn cách nào khác là chúng tôi phải chiến đấu, và chúng tôi phải bám ở chiến trường mà chiến đấu, chứ còn không còn cách nào khác hơn. Nếu không chiến đấu thì phải chết thôi, không chết thì bị tù. Sự sống nó bình thường và nó khắc nghiệt trong từng thời gian tùy theo cái ác liệt thôi. Nhưng mà cái người mà người ta chiến sống ở đó thì ta cũng biết linh động trong hoàn cảnh. Không bao giờ người ta chịu chết. Nhưng mà còn trên mặt đất có gì có thể tiếp cho họ được sự sống thì vẫn tiếp tục chiến đấu được. Đó là những cái mà tôi có thể nói là một cách trung thực như thế. Giờ mình có một cái là mình chuẩn mình bom nó lên, nó thả bom, mình nhờ cái lọng nhôm đó mà mình đem mình bán, lấy bom của nhôm của Mỹ mình đem mình bán để mình lấy tiền mua gạo để nuôi lợi du kích. Nếu mà súng đạn rồi lấy thuốc bom lép đó cưa ra là làm trái, rồi lấy trái màu đó là làm là cái hộp nổ, rồi là lấy kíp, lấy hộp nổ của Mỹ đó làm lợi để đánh Mỹ, thì rõ ràng là lấy một phần á là cái vũ khí của Mỹ để đánh Mỹ. Trong đó, trong khi đó bắt được á hai tù binh Mỹ, vô mình cũng không biết tiếng nữa, vô gặp rồi cứ nắm tay, cứ hai người mà nắm một người Mỹ thì nắm lâu chạy càng về thôi. Thì trong lúc á, trong trận chiến đấu á, thì coi như là trong cái đại đội á, thì coi như phát cho mỗi người một cái cuốn sổ để là phiên dịch tiếng Mỹ. Cũng như là hỏi anh khát nước không, anh đói không, anh đau nhức gì không, thì để mình biết để cho ăn cho uống, hay là đi đứng ngồi nghỉ. Xong sau đó thì mới bắt đầu là hỏi anh đói bụng không, thì anh cũng chỉ cái bụng á. Thì trong lúc chỉ thì mình mới đi nấu cơm làm gà đồ này kia là anh cẩn thận lắm, là dọn cơm ra ăn. Dọn ra thì coi như anh ăn á, thì cứ ăn từ món này hết món này á mới ăn qua tới món khác. Thì coi như là anh ăn là không phải như mình từ món, cho nên tập trung anh ăn hết món này gấp tới món này, ăn cái nào ăn hết cái đó. Anh em mới nhìn nhau cười thì nói đó, thấy chưa, ăn theo kiểu Mỹ chứ ngoài ra là không có giống mình. Mà những người lính Mỹ được đưa sang Việt Nam thì trong đó chúng tôi nghĩ rằng đó là cũng có cả con em của các tầng lớp nhân dân của Mỹ, và trong đó cũng có thể là có những người học sinh như chúng tôi lúc bây giờ, mà những người học sinh đó thì
là lại phải theo cái sự chỉ huy của nhà cầm quyền Mỹ mà rời mái trường, để rồi là bị đẩy sang Việt Nam làm một cái việc mà không phải như chúng tôi phải rời mái trường để đi làm cái việc rất là chánh nghĩa. Còn những học sinh Mỹ đó thì lại phải đưa sang Việt Nam để làm một cái việc hoàn toàn không có chánh nghĩa chút nào. Mà có lẽ những người học sinh lúc ấy thì cũng chưa hiểu được hết, chưa ý thức được hết những cái điều đó. Từ thuở tóc còn xanh, nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc. Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm Đại Bác, bao đêm rồi tiếng cuốc vọng năm canh. Đất nước mình 20 năm chiến tranh, tiếng cuốc năm canh nặng tình đất nước. Hầm mẹ giăng như lũy như thành, che chở mỗi bước chân con bước. Đất quê ta mênh mông, quân thù không xâm hết được. Lòng mẹ rộng vô cùng, đủ dấu cả sư đoàn dưới đất. Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam. Trên nắp hầm, bầy giặc Mỹ xuống vào đánh mẹ. Nửa lời không hé, mẹ lặng thinh trước những trận đòn thù. Trên mình mẹ mang nhiều thương tật, tóc mẹ bạc rồi lại bạc thêm. Nhưng đêm đêm, từng nhát cuốc vẫn xoáy vào ruộng đất. Có những đoàn quân từ lòng đất xông lên, quân thù bạc vía, xung quanh chúng đều là trận địa. Đất quê ta mênh mông, lòng mẹ rộng vô cùng.